Kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính mời quý ông bà và anh chị em lắng nghe tin mừng Chúa Nhật thứ tư Phục sinh năm C. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, đấng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vào Chúa Nhật thứ tư Phục sinh, Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm về Chúa Giêsu, đấng chăn chiên nhân lành. Đồng thời từ đó cầu nguyện cho Giáo hội có thêm nhiều vị mục tử nhân lành theo gương mẫu Chúa Giêsu. Các bài đọc trong Chúa Nhật hôm nay cũng hướng chúng ta đến hình ảnh con chiên là Đức Giêsu và những sứ vụ của người mục tử. Để hiểu rõ hơn về chủ đề này, chúng ta cùng nhau phân tích một vài động từ liên quan đến chiên và vị chủ chăn. Từ đó nhận thức rằng mỗi chúng ta là một con chiên trong đoàn chiên của Chúa. Bài tin mừng thật ngắn gọn, nhưng chứa đựng tất cả những điều đẹp nhất và cần thiết nhất cho một đàn chiên. Khi ấy Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Như vậy, điều đầu tiên để trở thành chiên của Chúa Giêsu là nghe tiếng người. Nghe theo lời Chúa Giêsu chính là mệnh lệnh của Chúa Cha nói với chúng ta khi Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa của ông Gioan tại sông Giô-đan. Và khi Chúa Giêsu biến hình trên núi, các môn đệ cũng nghe lời của Chúa Cha phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Nghe Chúa chính là lắng nghe lời Chúa trong Kinh Thánh, nghe giáo huấn của giáo hội và những ơn soi sáng trong tâm hồn mình. Nghe Chúa chính là để có một mối tương giao thân tình với người và nhất là để tin theo người. Tiếp theo, chiên của Chúa Giêsu cần phải biết người. Biết Chúa không chỉ là biết theo con chữ ở trong sách vở hay là bằng lối suy luận theo ý kiến cá nhân, mà biết Chúa chính là một sự hiểu biết sâu xa dẫn đến một tình yêu mãnh liệt đến nỗi muốn kết hợp với Chúa cả tâm hồn lẫn thể xác. Chính tình yêu đích thực mới làm cho chúng ta nhận biết Chúa một cách chính xác đến nỗi thấu hiểu thánh ý của người để vâng theo. Đức Maria là một ví dụ sinh động về mức độ yêu mến Thiên Chúa một cách sâu đậm đến nỗi hiểu biết thánh ý của Chúa mà đáp lời xin vâng. Cuối cùng, chiên của Chúa phải theo Chúa. Cũng như đàn chiên biết chủ, yêu mến chủ và cảm thấy an toàn để đi theo chủ, thì chiên của Chúa Giêsu cũng phải đi theo người như vậy. Theo Chúa chính là một thái độ hoàn toàn tự do, tự nguyện, dấn thân và trao phó thân phận của mình trong tay người. Ngày xưa, Phêrô, Gioan và các môn đệ khác cũng đã bỏ cha mẹ, bỏ nghề trải lưới để đi theo Chúa Giêsu. Matthew cũng bỏ lại bàn thu thuế để mà đi theo tiếng gọi của người. Theo Chúa cũng chính là từ bỏ con người cũ, từ bỏ nếp sống cũ để đi theo. Maria Magdalena từ bỏ con đường tội lỗi để đi theo Chúa Giêsu. Hay một Augustino cũng đã từ bỏ lối sống buông thả, lối sống chiều theo sở thích cá nhân để hy sinh đi theo người. Kính thưa cộng đoàn, với những con chiên biết nghe lời, biết đi theo Chúa,
thì họ sẽ được gì? Lời Chúa Giêsu đã hứa rằng: tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải bị diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Chắc chắn lúc Chúa Giêsu nói những lời ấy, chẳng mấy ai hiểu hết được ý nghĩa của câu nói ấy như thế nào. Sau này, Gioan trong sách Khải Huyền mới mở ra cho chúng ta câu trả lời. Tôi là Gioan, tôi thấy một đoàn người thật đông, không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước con chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ được chầu trước ngai Thiên Chúa đêm ngày thờ phượng Người trong đền thờ của Người. Thế là quá rõ, phần thưởng dành cho chúng ta là những người nghe tiếng Chúa, biết Chúa và đi theo Chúa, yêu mến Chúa, là một cuộc sống vĩnh cửu, một nơi không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa, nhưng nơi ấy có nguồn nước trường sinh. Kính thưa cộng đoàn, mừng lễ Chúa Chiên Lành, chúng ta không quên cầu nguyện cho những người lãnh đạo trong giáo hội mà chúng ta gọi họ là mục tử hay chủ chăn. Chúng ta đang sống dưới sự hướng dẫn của các ngài, nên dành sự tin tưởng nơi các ngài. Vì đức tin bảo cho chúng ta biết rằng chính Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành, đã trực tiếp chăn dắt chúng ta và trao cho các ngài quyền lãnh đạo chúng ta. Vì thế, chúng ta có bổn phận lắng nghe và làm theo sự hướng dẫn của các ngài, cộng tác với các ngài tùy theo khả năng và hoàn cảnh của mỗi chúng ta. Mặc dù thỉnh thoảng chúng ta vẫn cảm thấy thích thú khi ngồi bàn tán chuyện này chuyện kia của vị chủ chăn này chủ chăn nọ, nhưng chúng ta đừng quên rằng còn đó hàng trăm hàng ngàn vị mục tử trên đất nước Việt Nam cũng như trên thế giới đang hàng ngày xả thân quên mình để rập khuôn đời mình theo gương Chúa Giêsu như lời họ đã lắng nghe và tuyên hứa khi lãnh nhận chức linh mục. Đặc biệt là vào ngày Chủ nhật 8 tháng 5, dòng Đa Minh dâng lễ cầu nguyện cho linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh nhân dịp lễ dỗ 100 ngày của ngài, vị mục tử đã hy sinh tính mạng trong lúc đang cử hành bí tích hòa giải cho các con chiên của mình thuộc giáo họ Salon giáo phận Kon Tum. Kính thưa cộng đoàn, hiệp ý cầu nguyện cho các vị mục tử trong giáo hội, nhất là giáo hội Việt Nam, và cầu nguyện cho sứ vụ truyền giáo của các vị chủ chăn, để mọi người có thể cất cao lời ca của Thánh Vịnh 22: Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Amen. Chúa chăn nuôi tôi còn mà thiếu gì? Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai? Người đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh rì. Người đã dẫn tôi về bên dòng suối mát. Tôi ăn uống thỏa thuê, thêm sức cho hồn tôi. Chúa chăn nuôi tôi còn mà thiếu gì? Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai? Nẻo đường chính tôi theo, cây gậy Chúa dẫn đường. Dù vượt suối qua đồi hoặc qua ngàn tăm tôi đâu có sợ chi, vì Chúa ở cùng tôi. Chúa
chăn nuôi tôi còn mà thiếu gì? Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai? Chăn nuôi tôi còn mà thiếu gì? Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai? Người dọn cỗ cho tôi ngay ở trước quân thù. Người đã sức trên đầu dầu thông người lai lang. Tôi vui sướng thành thơi vì Chúa thương hồn tôi. Chúa chăn nuôi tôi còn mà thiếu gì? Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai? Trọn cuộc sống dương gian, ân sủng Chúa tuôn tràn. Người là Chúa nhân từ, hằng thương người công chính. Vui sướng thành thơi, êm ai thay nhà người. Chúa chăn nuôi tôi còn mà thiếu gì? Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi? Chúa chăn nuôi tôi còn mà thiếu gì? Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai?